Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khi dân số tăng và ngày một già hóa, thì tỷ lệ người dân có nguy cơ mất thị lực do các bệnh lý về mắt như thoái hóa hoàng điểm tuổi già, bệnh võng mạc, đái tháo đường, đục thủy tinh thể và glaucoma ngày càng gia tăng. Trong số đó, thoái hóa hoàng điểm là một bệnh lý mạn tính liên quan đến quá trình lão hóa, là nguyên nhân gây mất thị lực hàng đầu sau tuổi 50. Và ngày thị giác thế giới năm nay được chọn là ngày 10 tháng 10 bởi Tổ chức Toàn cầu Phòng chống mù lòa nhằm nâng cao nhận thức về những bệnh lý gây nên suy giảm thị lực trong cộng đồng và tầm quan trọng của việc thăm khám cũng như việc chăm sóc sức khỏe thị giác. Với mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lý về mắt thường gặp, đặc biệt ở người cao tuổi. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Bản tin Chào buổi tối đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Quốc Cường, Phó trưởng khoa dịch kính võng mạc, Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh để cùng chia sẻ thêm về chủ đề thoái hóa hoàng điểm tuổi già, đừng bỏ quên đôi mắt mẹ cha. Xin được chào bác sĩ Dương Quốc Cường. Buổi trao đổi ngày hôm nay của chúng ta sẽ vào đúng cái thời điểm mà chúng ta sắp kỷ niệm ngày thị giác thế giới năm 2024. Thưa bác sĩ, hiện nay thì là cái bệnh lý thoái hóa hoàng điểm là một trong những cái bệnh lý rất là phổ biến ở người cao tuổi. Và nó không những là gây mất thị giác mà còn ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh nữa. Vậy thì thoái hóa hoàng điểm là gì và những cái dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết về căn bệnh này ạ? Thoái hóa hoàng điểm tuổi già là bệnh thường gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi, từ trên 50 tuổi trở lên. Trong cấu trúc của mắt thì nó có bộ phận ở đáy mắt gọi là võng mạc, nơi tiếp nhận ánh sáng giúp cho, và vùng hoàng điểm là cái vùng mà giúp cho chúng ta nhìn rõ nét, nhìn chi tiết nhất. Thì khi mà do tuổi già thì cái vùng hoàng điểm nó sẽ bị lão hóa, nó dẫn đến nó thoái hóa, và những dấu hiệu ban đầu người ta gọi là nó xuất hiện những cái trong chuyên môn gọi là inclusion, thì đó là những cái chuyện ban đầu và dần dần nó tích tụ những hóa chất ở vùng hoàng điểm và nó sẽ hình thành nên những cái tân mạch và nó sẽ gây ra phù hoàng điểm và gây xuất huyết, từ đó nó dẫn đến mù lòa cho bệnh nhân, có thể gây mù lòa cho bệnh nhân. Những cái triệu chứng ban đầu thì bệnh nhân cảm thấy là nhìn mờ và có thể nhìn thấy những cái đường thẳng nó bị cong vênh lên, đó là những dấu hiệu ban đầu sớm của bệnh thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Khi đã xuất hiện nặng rồi, có những cái trường hợp xuất huyết ở trong võng mạc thì sẽ dẫn tới bệnh nhân có thể mất thị lực. Cái dấu hiệu quan trọng nhất mà chúng tôi thường khuyến khích bệnh nhân tự để kiểm tra mắt của mình ở nhà là bệnh nhân hãy nhìn vào những cái đường thẳng hoặc là những cái hình ảnh chúng tôi phát, nó những cái tờ rơi như thế này, và đây là nó có những cái hình ảnh là những cái đường thẳng rất là thẳng và bệnh nhân tự che từng mắt, và nếu như bệnh nhân thấy những cái đường thẳng này mà nó bị cong đi thì đó là cái dấu hiệu cũng là đặc trưng để đối với thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Thường những cái bệnh khác thì nó lại không có cái dấu hiệu này hoặc là nó chỉ mờ hẳn đi luôn. Thế nó đây là những dấu hiệu sớm, bệnh nhân phát hiện sớm, bệnh nhân đi khám và điều trị sớm thì sẽ giữ được thị lực cho bệnh nhân. Vâng, không nhiều người có thể biết rằng là thoái hóa hoàng điểm thì có thể điều trị nếu như mà chúng ta phát hiện cũng như là điều trị sớm. Vậy thì hiện nay có những cái phương pháp điều trị nào và cái hiệu quả nó mang lại như thế nào ạ? Thoái hóa hoàng điểm tuổi già nó có hai thể, gọi thể khô và thể ướt. Đa số những bệnh nhân là có thể khô chiếm 90%, 10% là thể ướt, nhưng mà cái trên 90% những bệnh nhân bị mất thị lực do thể ướt gây ra. Thì đối với thể khô thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại thuốc uống hoặc là chúng ta có những cái chế độ ăn tốt cho đôi mắt, như là những cái rau củ màu sắc đậm màu hoặc cá, hoặc chúng ta tránh những cái loại thịt mà đậm màu thì chúng ta sẽ bảo vệ được đôi mắt của chúng ta. Còn đối với thể ướt thì chỉ có cách là tiêm nội nhãn. Trước năm 2004, khi mà bệnh nhân có thể ướt thì bác sĩ điều trị bằng, lúc đó chúng ta chỉ có quang đông và quang động. Thì quang đông thì nó làm hủy cái mạch máu tân mạch và nó hủy luôn cái tế bào thần kinh, nên việc sử dụng bằng laser quang đông thì không sử dụng cho những cái trường hợp mà nó xảy ra ở vùng hoàng điểm, chỉ là những tân mạch xuất hiện ở ngoài hoàng điểm. Còn đối với quang động thì nó tiêu hủy cho những cái tân mạch ở vùng hoàng điểm và không gây tổn thương của cái tế bào thần kinh. Tuy nhiên những kết quả nghiên cứu ra thì không, kết quả không được cao, chủ yếu là duy trì được thị lực cho bệnh nhân đối với những người còn phát hiện sớm. Còn đối với những bệnh nhân mà phát hiện muộn thì hầu như nó không có kết quả gì nhiều. Và đến năm 2004 thì cuộc cách mạng cho ngành dịch kính võng mạc
là chúng đã có những cái phát minh về thuốc anti-VEGF để tiêm vào mắt. Đã tiêm vào mắt và nó điều trị, và người ta đã có những cái kết quả rất ngoạn mục và đã khôi phục lại cái thị lực cho bệnh nhân, và có thể thị lực nó cải thiện hơn rất là nhiều, rất là cao. Có những người nếu như điều trị sớm và điều trị tích cực thì cái thị lực người ta có thể hồi phục lại hoàn toàn. Dạ, như bác sĩ Cường vừa chia sẻ thì là hiện nay chúng ta có một cái phương pháp rất là tối ưu mà được xem là gọi là cái bước đột phá sau năm 2004, đó là chúng ta tiêm nội nhãn bằng thuốc kháng tăng sinh nội mạch. Dạ, vậy thì với cái người bệnh khi mà chúng ta tiêm cái thuốc này thì sẽ là trong thời gian bao lâu, và nếu mà chúng ta tiêm như vậy thì có những cái tác dụng phụ nào không mong muốn không ạ? Việc tiêm nội nhãn thì người ta sẽ có những cái liệu trình. Đầu tiên là cái liều tấn công, thì trong ba mũi đầu tiên mỗi mũi cách nhau là 4 tuần. Sau đó chúng ta có những cái hướng điều trị. Thứ nhất là điều trị hàng tháng, là có nghĩa là hàng tháng bệnh nhân tới khám và được tiêm định kỳ hàng tháng. Cái liệu trình này sẽ gây ra tốn kém cho bệnh nhân. Liệu trình thứ hai là tiêm tùy biến, có nghĩa là bệnh nhân tới khám và bác sĩ phát hiện thấy nếu như mà cái hoạt tính của cái bệnh này nó không còn thì có thể ngưng tiêm, và nếu như nó bị tái phát trở lại thì lúc đó chúng ta mới quay lại tiêm. Và cái không tốt cho cái liệu trình này thì là người ta thấy là khi mà bệnh tái phát trở lại thì nó sẽ làm cho thị lực của bệnh nhân khó hồi phục lại như cũ. Cho nên sau này người ta thường sử dụng liệu trình là điều trị và giãn cách. Có nghĩa là khi chúng ta tiêm và bệnh nhân đã, cái bệnh nó đã ổn định rồi thì chúng ta bắt đầu giãn cách ra cứ mỗi 2 tuần và có thể kéo dài. Và sau ví dụ như là chúng ta sẽ giãn cách ra kéo dài hơn 2 tuần, có nghĩa là không phải là 4 tuần nữa mà là 6 tuần bệnh nhân mới quay lại tái khám mình, và sau đó có thể kéo dài đến 8 tuần và có những thuốc kéo dài đến 12 tuần. Tuy nhiên những thuốc gần đây thì người ta lại kéo dài, có thể kéo dài lên đến 16 tuần bệnh nhân mới quay lại tái khám và có thể tiêm. Và biện pháp này nó còn giúp cho bệnh nhân không có tái phát trở lại. Khi mà tiêm thuốc, đây là dĩ nhiên rồi, một mà cái thủ thuật xâm lấn bao giờ nó cũng có những cái tác dụng phụ hết. Thứ nhất là những trường có thể là những cái triệu chứng nhẹ như là đau rát, sốn cộm hoặc là sưng mi, thì chúng sau khi cái tiêm chúng tôi đã phát cho bệnh nhân cái loại thuốc nhỏ, thì bệnh nhân nếu như tuân thủ thì có thể những triệu chứng nó sẽ biến mất trong vòng 1-2 ngày đầu. Hoặc là những triệu chứng nặng hơn thì có thể là làm tăng nhãn áp. Thường thì tăng nhãn áp nó xuất hiện trong 5 phút đầu tiên sau khi tiêm, và cơ thể của chúng ta, con mắt của chúng ta nó có thể điều chỉnh lại, tự điều chỉnh lại nhãn áp. Và nếu như có những trường hợp tăng nhãn áp nặng quá, nó sẽ gây ra tắc động mạch, có thể gây ra nguy hiểm cho bệnh nhân. Vì vậy khi mà chúng tôi tiêm, chúng tôi sẽ kiểm tra thị lực bệnh nhân ngay trên cái bàn tiêm. Có nghĩa là tôi sẽ đưa những cái ngón tay cho bệnh nhân, hỏi bệnh nhân trả lời chính xác, thì khi chuyện đó nó không xảy ra. Nếu như nó xảy ra thì tôi sẽ xử trí kịp thời để nó phòng ngừa được những cái triệu chứng đó. Hoặc có nhiều chứng nặng hơn có thể gây ra xuất huyết dịch kính, hoặc là nó gây ra bong võng mạc, hoặc là nặng nhất là nguy hiểm nhất có thể là viêm mủ nội nhãn. Thì từng trung bình ở bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày tiêm từ ít nhất cũng phải 150 cho đến 200 bệnh nhân, và bao nhiêu năm nay là con số đó nó cũng phải lên mấy trăm ngàn bệnh nhân, và chúng tôi chỉ gặp khoảng 5 trường hợp có thể gây ra viêm mủ nội nhãn. Dĩ nhiên có gặp và chúng tôi đã xử trí kịp thời những trường hợp đó. Vì vậy việc so sánh giữa lợi ích tiêm và những cái biến chứng thì cái lợi ích do tiêm thuốc để cải thiện thị lực vẫn tốt, vẫn cao, có giá trị hơn rất là nhiều. Dạ, bao giờ thì phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh. Tuy nhiên đây lại là cái bệnh lý mà về người già, thành ra chúng ta nên nhấn mạnh hơn tới cái chuyện là điều trị. Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ khi mà có ba mẹ hoặc là người thân của mình mắc cái bệnh lý về thoái hóa hoàn điểm, đặc biệt là trong cái quá trình mà chúng ta tiếp nhận điều trị? Câu hỏi rất là hay, và tôi cũng muốn nhắc đến cái điều đó đối với các quý vị khán giả, là chúng ta phòng bệnh và có khả năng phòng bệnh được. Một số thuốc có thể có tác dụng tốt đối với những bệnh nhân lớn tuổi để phòng ngừa cái bệnh thoái hóa hoàn điểm tiểu già này, ví dụ như vitamin C, vitamin E, lutein, zeaxanthin, hoặc trong chế độ ăn hàng ngày chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc mà người ta gọi là chống oxy hóa. Thức ăn mà nó có chất chống oxy hóa, đó là những cái thức ăn như ví dụ như những cái rau xanh mà đậm màu thì nó sẽ có nhiều chất chống oxy hóa hơn, hoặc là những cái cá là nó có rất rất nhiều những cái chất chống oxy hóa.
thì nó sẽ tốt cho những bệnh nhân này, hoặc chúng ta nên kiêng những cái thịt mà nó có màu đỏ đậm thì nó sẽ tốt cho những cái bệnh nhân này. Và cái thứ hai là người lớn tuổi nên hướng dẫn cho người, như tôi đã nhắc, hướng dẫn cho người lớn tuổi, hoặc là chúng ta có những cái bảng, nếu như đi bệnh viện thì bệnh viện sẽ phát cho những cái bảng này với về tập để kiểm tra mắt, hoặc là chúng ta có thể nhìn lên trên một cái tường hoặc là có những cái đường thẳng á, và cứ tự che mắt như vậy, mà những các cô các bác á, mặc che mắt như vậy mà phát hiện ra những cái đường thẳng nó cong vênh thì nên đi khám liền. Tại vì thoái hóa niêm mạc tử già, để cho chúng ta điều trị tích cực từ sớm thì sẽ giữ lại thị lực cho mình. Và khi bệnh nhân tham gia vào điều trị thì tôi khuyên bệnh nhân là nên tham gia điều trị rất là tích cực. Nếu như chúng ta điều trị tích cực như vậy và chúng ta những năm sau thì có thể những cái mũi nó giãn cách và bệnh nhân phải đỡ tới bệnh viện nhiều hơn. Và cái lời khuyên nữa cho bệnh nhân là bệnh nhân không được tự ý ngưng điều trị. Tại một số trường hợp khi mà người ta hồi phục lại thị lực rất tốt và người ta ngưng, và khi mà tái phát trở lại thì cái việc khôi phục lại thị lực như cũ nó rất là khó. Trước khi đến với những cái thông điệp của bác sĩ nhân ngày thị giác thế giới năm 2024 thì thường xin được mời bác sĩ Cường cũng như quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn clip để xem là những cái chia sẻ của những người trong cuộc về cái bệnh lý thoái hóa hoàng điểm như thế nào. Xin mời bác sĩ. Mẹ tôi cách đây 6 tháng thì phát hiện mắt mình bị mờ, có các đốm đen trong mắt, gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt. Tôi đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh để khám và được bác sĩ chẩn đoán là thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Và sau đó là được bác sĩ tư vấn là tiêm thuốc vào mắt. Gia đình chúng tôi cũng khá là lo lắng về vấn đề này, nhưng mà được bác sĩ tư vấn và nhiệt tình hỗ trợ nên là chúng tôi đã tuân theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Qua thời gian điều trị thì mắt của mẹ tôi đã sáng hơn rất nhiều và có thể tự sinh hoạt được tốt hơn. Hy vọng là các bệnh nhân khác cũng giống như mẹ tôi, là đến khám và được có bác sĩ tư vấn và đưa ra các phác đồ điều trị kịp thời để mang lại đôi mắt sáng hơn, hoàn mỹ hơn. Vâng, thưa bác sĩ Cường, cuộc trò chuyện của bác sĩ với chương trình thì cũng đang diễn ra trong một cái bối cảnh, đó là chúng ta sắp kỷ niệm ngày thị giác thế giới năm 2024. Vậy thì anh có thể gửi đến khán giả những cái thông điệp để làm sao chúng ta bảo vệ được đôi mắt của mình cũng như là bảo vệ được đôi mắt của cha mẹ mình? Ông bà ta thường nói giàu hai con mắt khó hai bàn tay. Vậy chúng ta sẽ thấy giá trị đôi mắt của chúng ta như thế nào và phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì vậy chúng ta phải phát hiện sớm những dấu hiệu của mắt để đi tái khám và được điều trị sớm. Và ngay cả chúng ta phải phòng ngừa ngay từ khi sớm, thì bệnh này thường xuất hiện ở những người trên 50 tuổi. Thì đối với phòng ngừa bệnh thì chúng ta sẽ sử dụng có những chế độ ăn uống phù hợp, như chúng ta ăn nhiều rau, nhiều cá, tránh những cái thịt có màu sắc đỏ đậm, hoặc là chúng ta dùng những cái thuốc có nhiều vitamin C, vitamin E, lutein hoặc zeaxanthin thì nó phòng ngừa bệnh. Và đối với những người nào đã phát hiện bệnh, chúng ta phải nên đi khám sớm, tại vì điều trị sớm và tích cực ngay ban đầu thì sẽ khôi phục lại thị lực cho bệnh nhân. Và chúng ta đừng quên là chúng ta phải theo cái liệu trình điều trị của bác sĩ, đừng tự ý ngưng điều trị. Nếu như bệnh tái phát trở lại sẽ gây ra khó khả năng khôi phục lại thị lực như ban đầu như trước đây. Và cái lời nói cuối cùng là tôi muốn truyền tải đến quý vị là hãy chăm sóc cho mình có được đôi mắt khỏe mạnh, và chúng ta cũng chăm sóc cho sức khỏe đôi mắt của bố mẹ của chúng ta. Nhân ngày thị giác thế giới, tôi xin chúc quý vị sẽ luôn có một đôi mắt của mình thật là khỏe mạnh và bảo vệ được đôi mắt mẹ cha mình thật tốt. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Quốc Cường, phó trưởng khoa dịch kính võng mạc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng lan tỏa thông điệp ý nghĩa này từ chương trình hôm nay để cùng ưu tiên chăm sóc sức khỏe đôi mắt, thăm khám thường xuyên và lan tỏa tới những người xung quanh, cùng hướng đến một đôi mắt khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.